Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay ngày thứ Hai 10 tháng 2 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Việc gỡ bỏ trò chơi điện tử Flappy Bird gây sốc. Tổng thống Pháp thiếu đệ nhất phu nhân khi chính thức thăm viếng Hoa Kỳ. Giá xăng giảm 2 xu trên toàn quốc. Bão tuyết tại Tokyo khiến ít nhất 11 người chết. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trò chơi điện tử mang tên Flappy Bird của một nhà sáng tạo trẻ ở Hà Nội cho phép tải miễn phí trên máy điện thoại thông minh hay máy tính bảng nhỏ. Vừa nổi tiếng thì cha đẻ của nó bất ngờ loan báo gỡ bỏ kể từ trưa Chủ nhật 9 tháng 2 năm 2014. Flappy Bird hay còn gọi là chim vỗ cánh là trò chơi điện tử do Nguyễn Hà Đông, 29 tuổi, một cựu sinh viên đại học ở Hà Nội viết chương trình. Trò chơi này không có gì phức tạp nhưng đạt được điểm cao lại vô cùng khó khăn. Trò chơi Flappy Bird xuất hiện trên Internet từ giữa năm ngoái nhưng không gây được sự chú ý cho tới khi nó được giới thiệu trên cửa hàng điện tử của hãng Apple và Google's Android Play Store từ cuối năm ngoái thì trở nên rất nổi tiếng. Thậm chí nó trở thành một trò chơi hàng đầu được người ta tải xuống máy cá nhân để chơi. Tác giả Nguyễn Hà Đông viết trên mạng Twitter vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Bảy, loan báo việc sẽ gỡ bỏ game xuống từ trưa Chủ nhật 9 tháng 2 năm 2014. Anh khẳng định, điều này không liên quan gì đến vấn đề pháp lý, chỉ vì tôi không thể chịu đựng được nữa. Cũng trong ít dòng ngắn ngủi xin lỗi những người đã yêu thích trò chơi này, Nguyễn Hà Đông viết thêm rằng, tôi không muốn bán bản quyền của Flappy Bird, xin đừng hỏi lý do. Lời loan báo của Nguyễn Hà Đông gây sửng sốt và là tin nóng trong giới chơi game cũng như các tờ báo đặc biệt viết về trò chơi điện tử, cả những tờ báo tài chính lớn quốc tế như Flappers. Một thời gian không lâu trước đây thì Hà Đông đã có lần khoe trên báo điện tử The Verge thông tin khoa học, kỹ thuật điện toán, trò chơi điện tử, v.v. là anh được chia tiền lời quảng cáo trung bình là 50.000 đô la một ngày. Có tin đồn đoán là tác giả của Flappy Bird bị hãng Nintendo dọa kiện đòi sự thiệt hại tới 6 tỷ đô la vì cho rằng trò chơi này lấy ý tưởng từ trò chơi anh em Mario Brothers của hãng Nintendo. Nguyễn Hà Đông hiện làm việc cho một số công ty cung cấp hay sản xuất trò chơi điện tử của Việt Nam và công ty ngoại quốc. Tiếp theo là tin Tổng thống Pháp François Hollande đến Hoa Kỳ hôm thứ Hai trong một chuyến thăm viếng chính thức. Sự kiện này đặc biệt được giới truyền thông chú ý vì Tổng thống François Hollande không có vợ chính thức nên sẽ có một vài thiếu sót trong nghi lễ tiếp đón dành cho vị đệ nhất phu nhân. Trong số đó có bữa tiệc khoản đãi khoảng 300 quốc khách. Tổng thống Hollande, 59 tuổi, chưa bao giờ lập gia đình. Trong nhiều năm, ông có quan hệ mật thiết với Valérie Trierweiler, một cộng sự viên, và bà này được coi như là đệ nhất phu nhân trong thực tế. Nhưng hiện nay thì hai người đã chia tay, và báo chí Pháp nói ông đang có mối quan hệ với một diễn viên điện ảnh. Trong thời gian ở Hoa Kỳ, thì Tổng thống Pháp cùng với Tổng thống Obama đến đặt vòng hoa ở Nghĩa trang quốc gia Arlington, kỷ niệm năm thứ 70 cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh lên đất Pháp trong Thế chiến thứ hai cùng nhiều nơi khác. Ngày thứ ba, hai tổng thống sẽ ra trước một cuộc họp báo chung. Cũng liên quan đến phần tin Hoa Kỳ, thì giá trung bình của loại xăng regular trên toàn Hoa Kỳ giảm khoảng 2 xu trên một gallon trong hai tuần vừa qua. Quan sát cho thấy, một gallon xăng regular giá trung bình là 3 đồng 29 cent, trong khi đó thì giá gas giảm 30 cent so với thời điểm này năm ngoái. Các nhà phân tích thị trường nói rằng giá xăng khó có thể xuống nữa trừ khi giá dầu thô giảm. Giá xăng pha nhớt ngược lại tăng trong hai tuần qua lên đến 3.95 xu một gallon. Trong số 48 tiểu bang được nghiên cứu để làm thống kê, thì thành phố Billings ở Montana có giá xăng thấp nhất là 2 đồng 99 cent một gallon. San Diego đắt nhất là 3 đồng 63 cent một gallon. Riêng tại California, Sacramento có giá xăng rẻ nhất là 3 đồng 34 cent. Cuối cùng là tin có ít nhất 11 người chết, hơn 1.000 người khác bị thương và hàng chục ngàn nhà bị mất điện sau trận bão tuyết trầm trọng nhất từ nhiều thập niên qua đã đánh vào Tokyo và các khu vực lân cận trước khi tiến vào hướng Bắc để đến vùng bờ biển Thái Bình Dương, nơi từng bị sóng thần tàn phá trước đây. Các chuyến bay hiện vẫn còn bị đình trệ tại phi trường quốc tế ở Haneda, Tokyo hôm thứ Hai.
Theo cơ quan khí tượng Nhật, thì có tới 27cm tuyết rơi xuống Tokyo vào lúc chiều tối thứ Bảy, nhiều nhất là từ 45 năm nay. Các con đường và hẻm nhỏ trong thành phố đầy những tuyết và đá đóng băng vào sáng ngày thứ Hai, buộc người đi làm phải mang các đôi ủng cao và thật cẩn thận khi đi trên đường. Các tai nạn xe cộ và té ngã đã khiến 11 người chết trên khắp nước, kể cả một cụ già 78 tuổi ở Ichikawa, nằm về phía đông Tokyo. Hơn 1.000 người khác bị thương. Có khoảng 5.000 người bị kẹt tại phi trường quốc tế Narita hồi cuối tuần khi tuyết làm gián đoạn giao thông, dẫn tới trung tâm thủ đô Tokyo. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ Hai, 10 tháng 2 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.